một chút để mình có thể quay rõ hơn. Ok, mình sẽ mở chat trước nhá. Rồi. Úi giời ơi. Đây nick của mình đây, Bách Nguyễn. Rồi, Bách Nguyễn đây, nick của mình đây. Đấy, coi như đây là một bốn. Cho nó vui. Thank you.
Dạ, bình thường. Chơi cái gì bây giờ? Thôi chắc là mình sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem.